Em chào mấy anh chị cô chú nha. Hôm nay em chính thức làm cái clip đúc thử cái mẫu lục giác 85 chân liền nha mấy anh chị. Đây, cha em đang ráp vô đây. Hôm nay có một tí đi làm lại rồi nên là có người đổ rồi mấy không? Tí nó mới nghỉ Tết xong. Nó nghỉ mấy ngày rồi. Nãy làm lại rồi có người đổ rồi. Đây là cái mẫu 85 chân liền nha mấy anh. Hàng khuôn nhựa ABS Việt Nam sản xuất bên công ty 565. Công ty 565 sản xuất. Này đổ ốp đáy ha. Rồi giờ bắt ốc sắt rồi là này kia hết lại xong cái mình sẽ phun nhớt cho nó. Ngoài bắt ốc nhựa mấy anh ha, làm trong bắt ốc sắt lại. Bắt lần xài luôn. Thì cái công đoạn đầu tiên trước khi mình đúc khuôn á thì mình phải phun cho nó hoặc là quét cho nó một lớp nhớt các anh chị, lớp nhớt để chống dính khuôn. Mốt mình dễ tháo hơn, với lại khi mình tháo nó không bị hư hoa văn. Này là nhớt thải của xe máy mấy anh chị, nhớt cũ á. Ở ngoài Bắc mình gọi là luyên á. Xe máy mình đi nó cũ á, mình thay á, mình ra tiệm xe máy á, mình mua nó rẻ. Đừng có lấy của xe ô tô mấy anh chị. Của xe tải nó đen lắm, nó đen thui, cái khuôn dơ lắm. Lấy của xe máy á, nhớt cũ của xe máy á. Mình phun đều vô một lớp mỏng thôi, hoặc là quét đều lớp mỏng thôi. Đừng có dày quá, quét nhiều quá đổ nó cũng dễ bị bọt lắm. Nhớ phun quét đều cho mấy cái ngách ngóc, góc ngách đồ nha, kỹ vô nha mấy anh chị. Thì mình tháo, muốn mình tháo nó đỡ mẻ hoa văn. Đó là công đoạn đầu tiên, là quét một lớp nhớt chống dính. Cái mẫu này là mẫu đổ đáy nha mấy anh chị. Cho mình bắt ốc vô nè. Rồi giờ đổ nha mấy anh. Thì mấy anh đổ cho tới bằng cái chân đi. Xíu nữa mình lấy tầm 15-20 phút, mình lấy cây mình chọt chọt cho nó mịn ha. Rồi mình hẳn lắp cái đáy vô mình đổ chân sau. Mình đổ lên bằng cái đáy lòng trong thôi. Cái này là cái lục giác 85 chân liền, hàng mới ra nha mấy anh. Hoa văn của nó là thuyền bườm nè, ngựa nè, với chuồng một cột. Thì mấy anh mua khuôn, mấy anh vui lòng nói đúng kích thước với lại hoa văn giúp em ha. Tại có nhiều anh nói không có đúng hoa văn với kích thước nên là em không có bán chính xác cho mấy anh được ha. Cái mẫu này thì khá là to, đẹp, cũng khá là hot á mấy anh. Bữa em mới đăng clip báo giá mà bán cũng gần hết rồi. Bữa em nhập thử chục bộ mà bán cũng gần hết rồi. Thì hôm nay em mới đúc thử cho mấy anh coi được. Bộ này cũng nhiều si á mấy anh. Tại nó to mà, 85 mà nó còn liền chân nữa là bộ này đúc ra phải 4 người khiêng á. Chứ 3 người khiêng không nổi đâu. Nó đã bự mà nó còn liền chân thì nó nặng, cũng tương đối. Để bữa nào mà tháo ra thử mới biết được mấy anh. Em quay clip thì mấy anh thấy nhỏ ha, chứ ngoài nó to lắm á mấy anh. Kể cái lòng trong của này là lòng trong tròn 70 á chứ. Nó lòng trong tròn 70, nhìn nhỏ xíu so với cái này chứ mấy. Này 85 đó. Rồi mình gõ mấy anh, mình lấy búa mình gõ đều. Xong cái mình cứ để vậy, xíu nữa mình lấy cây mình chọt đều mấy góc á mấy anh, cho nó mịn. Để tầm 15 phút sau mình chọt một lần. Xong cái nửa tiếng sau mình chọt một lần nữa. Xong cuối cùng mình mới lắp cái tấm đáy này vô nè. Rồi mình mới đổ cái chân nó ha mấy anh ha. Thì làm vậy nó sẽ mịn hơn. Tại đổ đáy nó hay bị bọt lắm. Nhưng mà mấy cái chậu to lắm mấy anh, mình đổ đáy thì nó lợi hơn. Mình đỡ phải dằn lòng trong. Chứ cỡ cái lục giác 85 này mà nếu mà mình đổ miệng á, mình dằn lòng trong á, mình không dằn lòng trong bằng cát á, thì mình phải là chế cảo lại. Còn không là phải dằn nhiều bao cát lắm, mệt lắm. Đổ đáy thì nó khỏe hơn cái đó, với lại khỏi phải làm miệng nữa. Rồi gõ đều 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 cho nó bằng đi. Xíu nó bằng cái đó xong rồi xíu nữa mình gõ nó xuống nữa. Ba sẻn sợ không đủ à. Tiếp nha mấy anh. Mình đổ lên cao cao một xíu nha. Đổ lên cho nó cao cao một xíu. Tại vì mấy cái cổ này nó hay bị bọt ngay mấy cái góc chân liền á. Đổ lên cao cao một xíu mình chọt nó xuống. Rồi mình chọt chừng 2 lần á, để tầm 15 phút mình làm lần. Nửa tiếng sau mình làm lần.
làm tầm hai lần xong mình lấy búa mình gõ lại là được. Còn cái nó láng rồi mấy anh, xong cái mình lắp cái tấm kia vô mình đổ. Hơi nắng mấy anh ha, chiều hơi nắng. Mấy anh chọt đều cái góc cái cạnh á, nhưng mà mấy anh lấy cây dẹp dẹp á, mình chọt cho nó dễ hơn. Cây này cái chọt thì cái diện tích nó tiếp xúc nít á, nên là nó không khó đều góc, cũng được, xài tạm được mấy anh. Mình chọn xong nhớ gõ lại nha mấy anh, chịu khó làm cái này 2-3 lần là chọn nó mịn lắm, chịu khó gõ lại bằng búa nữa cho nó lắng xuống, tại vì mình chọn nó hở dưới rồi đó. Mình gõ lại cho nó rút xuống là được. Không cần gõ mạnh mấy anh cứ gõ nhẹ nhẹ đều cho nó lấp hết mấy cái lỗ một rồi. Rồi giờ mình chọt lần cuối nha mấy anh, nằm nửa tiếng mình chọt phát nữa nè. Đây là lần thứ hai mấy anh chọt càng nhiều nó càng mịn thôi. Cái xi đá cát rồi nó nhồi ở dưới mấy cái lỗ khe rồi dưới thì nó láng thôi. Chọt xong nhớ gõ lại nha mấy anh, chọt xong không gõ làm như không à, còn rõ hơn tùm lum dưới luôn. Nó làm vậy nó lắng xuống nó cũng chắc chậu lắm á mấy anh. Cát đá rồi nó chèn xuống dưới nó nén lại cũng chắc chậu lắm á. Rồi gõ lại. Gõ lại cái một khí nó trào lên rồi mấy anh. Đó mấy anh thấy không? Nó gõ nhẹ nhẹ đều thôi. Không cần gõ mạnh lắm. Cứ nhẹ nhẹ mà đều cái lực á. Một khí dưới nó trào lên đó mấy anh. Nè, nó hình thành trên bề mặt nè, đó một khí đó. Rồi mấy anh gõ đều ha, rồi giờ mình ráp cái tấm kia vô mình đúc cái chân nữa là xong. Cái đó đó ngoài cây giống bán cái này đổ ra sơn xong chắc phải 700-800 á. Cái này lục giá 85 lần nè. Mình bắt cái đáy nó vô nè mấy anh, đổ xong xuôi hết đi, mình chọt xong xuôi mình bắt cái đáy nó vô cho khỏe, chứ mình đổ từ cái chân này nó nhỏ xíu cực lắm. Mình bắt vô mình đổ cái chân nữa là xong. Mình gõ đều cái lùm lúa. Mấy anh kỹ nữa, xíu nữa, nửa tiếng nữa gõ phát nữa. Thì cái khi mà đúc chậu á, cũng có nhiều anh hay hỏi ha, là mình không bỏ, có cần bỏ sắt không? Nó hơi đặc rồi đó, trộn thêm xíu. Thì mấy chậu mà mấy anh đúc mà có đá mi á, đá xi măng cát đá mấy anh đổ không cần sắt đâu. Khi nó chết hẳn nó cứng ghê lắm mấy anh. Không cần phải bỏ sắt làm gì đâu mấy anh. Em đổ tới bát giác 1 mét cũng không cần bỏ sắt mà. Kể cả sắt miệng cũng không cần bỏ nữa. Không cần thiết đâu mấy anh. Rồi gõ lại lần cuối cái là xong rồi nha mấy anh. Cái này mấy cái chậu mà lớn tầm 80 đổ lên thì mấy anh nên để, tốt nhất là để 48 tiếng hãy tháo vỏ ngoài mấy anh. Anh tháo sớm quá mẻ hoa văn với lại nó dễ bể lắm mấy anh. Càng to thì cái độ chết của xi măng nó càng lâu. Mấy anh chịu khó để lâu lâu một xíu hàng tháo. Nếu mà không có việc gì gấp á, mình cứ để tầm 48 tiếng. Còn 24 tiếng á, mình làm rành lắm á. 24 tiếng thì rành lắm mình mới tháo được. Tháo ớn tay lắm mấy anh ơi, mấy chậu to ớn lắm, tại khi mình xoay chở đó mấy anh nó dễ bể lắm. Tốt nhất để 48 tiếng hãy tháo mấy anh, 48 tiếng là tối thiểu rồi đó. Mấy anh để càng lâu càng tốt thôi. Rồi bữa nào 2 ngày sau đi em tháo thì em sẽ quay clip tháo ra cho mấy anh coi hoa văn nó ha. Hôm nay em cũng làm clip đúc rồi, chi tiết cho mấy anh rồi ha. Anh chị nào cần mua khuôn thì vui lòng liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp em ha, cho nó rõ đúng cái kiểu khuôn và kích thước và hoa văn em bán nha mà. Thì cái khuôn này nó cũng giá nó cũng khá là rẻ, đợt này nó ra khuôn này rẻ ha, chậu to nhưng mà khuôn thì to nhưng mà giá thì mềm,
Khuôn này là 2 triệu anh chị, 2 triệu bao ship tặng sơn anh chị. Khuôn này sao hôm nay nó bên nhà sản xuất họ bán giá mềm kìa. Bữa giờ em chưa đúc thử mà đã bán cũng hết cả chục bộ rồi đó. Mẫu này cũng đang hot. Rồi, em cảm ơn anh chị theo dõi video này của em nha. Bữa nào anh chị bữa nào tháo em sẽ quay cho anh chị coi.